Chưa hiểu gì. Alo, Tiết Sam Sam, sao hôm nay cô lại xin nghỉ vậy? Tôi gì đó. Là gì ạ? Tôi không có được khỏe, trong người tôi hơi khó chịu. Văn phòng rất bận, chỉ mới ho một chút thì đã xin nghỉ rồi. Ai cũng như cô thì sao đây? Tôi không cần biết cô có chuyện lớn hay là trong người. Cảm thấy khó chịu. Nói tóm lại là như vậy. Thất tình cũng đâu phải là tận thế đâu. Cô mau lấy lại tinh thần đi, buổi chiều đi làm cho tôi đó nha. Ồ, được, tôi biết rồi. Hiểu gì nói cũng đúng. Thất tình cũng đâu phải là tận thế. Mình phải phấn chấn lên mới được. Hả? Sao Hiểu gì lại biết mình thất tình vậy? Linda nói cho cô ấy biết hả? Xong rồi. Vậy là tất cả mọi người ai cũng biết hết rồi. Xin hỏi chủ tịch, gọi riêng chúng tôi đến đây là có việc gì vậy ạ? Hiện nay suất ăn của nhân viên mỗi ngày là khoảng bao nhiêu vậy? Dạ báo cáo chủ tịch, mỗi suất ăn hàng ngày là khoảng 8 tệ. Còn thức ăn thì sao? Về cơ bản là mùa nào thức ăn đó, khoảng một tuần thì đổi thực đơn một lần ạ. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai thì mỗi suất ăn đều tăng lên 12 tệ. Thức ăn phải phong phú. Hơn nữa, tôi sẽ đích thân xem thực đơn mỗi ngày. Dạ. Được rồi, cảm ơn mọi người. Tụi ăn hôm nay đúng là phong phú vậy. Có sườn xào lại còn có cánh gà kho tàu nữa. Đều là món khoái khẩu của tôi đó. Chúc cô ngon miệng nha. Ăn ngon nha. Ngon thiệt đó. Đồ ăn hôm nay công nhận là ngon thiệt. Công ty chúng ta phát tài rồi sao vậy? Để tôi nói cho cô nghe, tôi đã coi thông báo rồi, sau này mỗi ngày chúng ta sẽ có những món ăn ngon khác nhau. Chính là vậy đó. Có khi nào công ty của chúng ta phát hành mẫu điện thoại mới nên cổ phiếu tăng giá rồi không? Nè con nghĩ thử coi, dù tranh chấp bản quyền của kỳ xóa vẫn chưa kết thúc thì làm sao thị trường cổ phiếu lên được? Không lẽ phía bên Mỹ có tin tức gì đó rồi sao? Sao Sam à, về phía chủ tịch có nói gì cho cô biết không? Không có. Rõ ràng là mọi người vẫn chưa biết mình chia tay. Tuy bớt lo mấy chuyện linh tinh này, nhưng cứ hỏi mình về Phong đàng hoài cũng thấy buồn thật. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, mọi người đều quen với việc mình và Phong đàng bên nhau, vì vậy nên mọi người không nghi ngờ gì nữa. Nhưng đúng vào lúc này mình và anh ấy lại chia tay. Hiểu gì? Cảm ơn cô đã gọi điện thoại cho tôi. Cô yên tâm, ít nhất là đến cuối năm nay tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc. Cuối năm là sao? Có lẽ sau Tết tôi sẽ đổi chỗ làm. Cho nên cô giúp tôi giữ bí mật chuyện chia tay này nha. Ít nhất là trong khoảng thời gian này. Tiếc Sam Sam à, cô tốt nghiệp được hơn một năm rồi đúng không? Dạ. Đã ra ngoài xã hội rồi, phải nhớ phân biệt công tư phân minh. Đừng coi nơi này như trường học nữa. Nếu đã đi làm rồi, đừng để bị ảnh hưởng bởi chuyện yêu đương, sau đó thì đòi đổi việc. Mình đã là người trưởng thành nên có trách nhiệm với bản thân hơn. Trong cuộc đời của mỗi người, đổi mấy chỗ làm, trải qua vài mối tình đều là việc hết sức bình thường. Cô đừng quan trọng quá vấn đề nữa. Sau này tôi không hy vọng phải nghe cô nói những lời này trong văn phòng một lần nữa đâu. Cố gắng tập trung làm việc đi.
Con người Hiểu Di tuy có chút cao ngạo, nhưng thái độ chuyên nghiệp thật sự rất đáng để học hỏi. Tiết Sam Sam, mày nhớ kỹ nha, sau này về mặt công việc phải chuyên nghiệp hơn một chút. Thưa chủ tịch, Karen vừa mới gửi về. Phía Bina biết chúng ta có ý đàm phán nên đã nâng mức bồi thường lên gấp đôi rồi. Gọi điện thoại cho Karen, dừng việc đàm phán lại. Dạ. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, vậy mà cậu có chịu nghe đâu. Cậu đàm phán với bên phía Bina chỉ khiến cho chúng càng được nước lớn tới. Bây giờ thì cậu đã biết rõ rồi đó. Karen đó hả? Karen, ngưng việc đàm phán lại. Cô cứ an bình bất động và đợi tôi qua đó. Từ giờ phải chuẩn bị thật tốt, dốc toàn lực để chiến đấu. Được rồi, nhưng mà lần này cậu không thể nào đích thân ra trận được. Tất nhiên tôi sẽ không đi gặp bọn họ, nhưng tôi sẽ đi thuyết phục phía công ty Fuyete. Như vậy mới có thể thắng được vụ kiện này. Được, tôi với cậu sẽ đi gặp bọn họ. Đây là chi phí thêm đồ ăn tháng này. Nếu cô Tí có đến ăn, hãy cho thêm nhiều thịt vào. Được rồi, được rồi. Nhưng mà tại sao cậu không đến cùng với cô Tiết vậy? Gần đây tôi bận nhiều việc nên không đến được. Tôi hiểu rồi. Lúc nào rảnh thì tới cùng cô Tiết nha. Cảm ơn bác. Không có gì. Dạo này Sam Sam có khỏe không? Vẫn khỏe. Hai người đã chia tay rồi thì tại sao phải lén lút quan tâm cô ấy chứ? Với tôi mà nói, đó không phải là chia tay. Anh đã thật lòng với Sam Sam như vậy rồi, tại sao lại không chịu nói ra sự thật là Nguyên Lệ Trữ thích anh? Thật ra tôi cũng mới biết thôi. Thời gian qua tôi vẫn luôn suy nghĩ mình nên làm gì để giải quyết vấn đề này. Anh không mong Sam Sam bị tổn thương, mà cũng không muốn Nguyên Lệ Trữ phải buồn. Có thể nói là như vậy. Đàn ông các anh lúc nào cũng phân vân lưỡng lự, không muốn đắc tội với cả hai bên. Cuối cùng thì sao? Người chịu nhiều tổn thương nhất lúc nào cũng là người thân cận với mình nhất đó. Nhà họ Phong là một gia tộc lớn. Người mang họ Phong chỉ có tôi và Phong Nguyệt, nhưng Lệ Trữ và chú Dương đều là người nhà của tôi. Trước giờ tôi luôn coi Lệ Trữ là cô em gái của mình. Tôi không muốn trốn tránh cô ấy, càng không muốn cô ấy bị tổn thương. Nhưng tôi không ngờ là cuối cùng người tổn thương lại chính là Sam Sam. Thật ra những gì mà anh vừa nói tôi đều có thể hiểu được. Nhưng mà Sam Sam lại không phải là tôi. Cậu ấy mơ rất nhiều về tình yêu, cho nên mới khó chịu như vậy. Tôi tin là anh có thể hiểu được điều này. Tôi nghĩ bây giờ việc duy nhất chúng ta có thể làm là chờ đợi thôi. Chờ đến khi cậu ấy suy nghĩ kỹ càng thì lúc đó anh sẽ có cơ hội để giải thích. Ngày mai anh ra nước ngoài, em phải tự chăm sóc mình nha. Hả?